Đỗ Quốc Hiền kính chào quý khách. Và vừa nãy thì vào lúc chiều ngày hôm nay là mùng 5 tháng 7 năm 2016, thì trong lúc đưa cái mấy cái tấm tranh này lên trên xe thì chúng tôi đã quay phim để báo cáo quý vị. Và hiện nay đang kê gọn tại tầng 1 khu B của cửa hàng, thì tôi xin bây giờ nó có không gian để lia máy hơn, cho nên chúng tôi cũng xin quay lại một đoạn ngắn để quý vị xa gần Nam Bắc là được biết. Thì cũng có một số bác ở miền Nam cũng có hỏi tôi đợt trước ấy, thì có hỏi là có bức Vinh Quy Bái Tổ cái cỡ nhỏ hơn không, vì trước đây là chúng tôi thường hay làm cái bức này với mức độ kích thước như là bức phía sau đây là dài 2m53 và cao 1m27. Và hiện nay với cái kích thước lớn đấy là chúng tôi tại cửa hàng vẫn đang còn 2 tấm, và đến ngày hôm nay thì chúng tôi lại xong tiếp một cái tấm cũng đề tài như vậy nhưng mà co nhỏ lại một chút giống như photocopy vậy, thì nó còn là cao 1m14 và dài 2m17, cũng đầy đủ các cái hình thức là cái phần chính là ngựa anh đi trước võng nàng theo sau, và phía xa là kinh thành và phía gần đây là cây đa với nước sân đình và cha mẹ già ra đón, nói về cái ý nghĩa hiếu học và hy vọng con cái đỗ đạt thành tài. Xin lỗi quý vị. Alo. Dạ có anh ạ. Dạ hoàn thiện rồi ạ. Gỗ hương chọn phân anh ạ. Dạ hương chọn vân anh ạ. Là gỗ hương Nam Phi chọn vân ạ. Dạ không ạ. Vâng. Anh nhé. Quý khách đang hỏi hàng. Đây từ dãy núi xa mờ đều ánh lên cái màu bảy sắc cầu vồng quen thuộc. Bởi vì cái đồ của chúng tôi là sử dụng nguyên liệu là ốc là chính, ngoài ra còn có các phần nguyên liệu khác, cho nên nó rực rỡ đủ 7 sắc cầu vồng, đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, không thiếu một cái màu gì cả. Và đúng là lầu son gác tía đầy đủ, có thể chúng ta ngắm hết ngày này qua ngày khác cũng không hết được. Bởi vì đây ví dụ như là có cả cảnh những người đang nói chuyện với nhau, nhưng vì cái sắc ốc chai nó tía quá cho nên là chúng ta nhìn thoáng qua trông ra bị lẫn vào. Ngoài ra cây cối cũng đủ các kiểu, cây trúc, cây liễu, cây dừa, cây đa, vân vân. Nói về các loài cây thì bản thân chính những người làm ra cũng không biết hết tên của nó, tức là rất sinh động và đa dạng. Và đường nét ngoài những cái chính ra, nhưng mà đi vào cái đường nét tỉ mỉ ở từng trong cái miếng cái quả núi này, các loại cỏ cây lúp xúp nó rất là nhiều. Bởi vì cái thế mạnh của khảm chính là những đường nét vô cùng tinh xảo, mà ở những cái loại hình nghệ thuật khác rất khó. Ví dụ cái gỗ thì làm nhỏ quá nó có thể gãy vỡ, nhưng ở những đường nét khảm này thì nhỏ vô cùng luôn, nhỏ mức độ thường thường là muốn xem kỹ phải đeo kính vào. Đấy, đây cây liễu rủ. Rồi những cái dải lụa ở cờ cũng rất là kỹ càng. Rồi thì những cái cánh, những cái lọng, rồi tàn lọng, cái thứ nó bằng hàng nghìn, hàng vạn mảnh là ghép vào nhau rất tinh xảo và đều có viền khung. Cái này nó gọi là kỹ thuật sen lọng. Để từ cái trống đến những cái tang trống, thì những cái đinh ở trên tang trống cũng đều rất rõ ràng. Cho nên là xét về cái đường nét tỉ mỉ thì đồ khảm thì vô địch. Thực hiện cảm ơn quý vị, tôi xin tạm dừng tại đây, đang có khách ạ.